Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có sự tham gia của 126 học viên là lãnh đạo cán bộ công chức các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, cấp tỉnh và một số cơ quan khác. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023. Học viên được tập huấn 10 chuyên đề là những vấn đề thiết thực có tính thời sự và rất bổ ích đối với công tác văn phòng cấp ủy. Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản nhấn mạnh, nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng là những hiểu biết và kinh nghiệm đến từ các giảng viên là lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng có nhiều kinh nghiệm, nên ngoài việc nghiêm túc học tập, tiếp thu kiến thức mới, các học viên cần thẳng thắn trao đổi khó khăn vướng mắc với giảng viên để được giải đáp. Chúng ta có mặt tại đây, ngoài cái việc cập nhật kiến thức là chúng ta tập trao đổi những cái kinh nghiệm làm tốt của từng văn phòng cấp ủy thì đề nghị đồng chí chia sẻ từng lĩnh vực. Khối công an thì lĩnh vực an ninh có khi sâu hơn là các đồng chí khác. Bên quốc phòng thì có thể sâu hơn những lĩnh vực đa diện hơn. Thế nhưng văn phòng đảng ủy khối cơ quan có khi chúng ta khiếm khuyết về cái vấn đề là lĩnh vực về tham mưu cho cấp ủy về những lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thì đây những cái lúc mà chúng ta cũng nên là chia sẻ, cũng học tập kinh nghiệm. Thì đây tôi nghĩ rằng là lớp này là hết sức là bổ ích. Mà chúng ta là hết sức là bận. Thời gian đến đây là rất là khó khăn mới bố trí được đến tập hợp đông như thế này. Thì đề nghị các đồng chí học viên ấy, là chúng ta cũng hết sức là tranh thủ, nghiêm túc trong quá trình là học tập và nghiên cứu để làm sao cái thời gian ngắn ngủi mà chúng ta tích lũy được nhiều kiến thức nhất, trao đổi được nhiều kinh nghiệm nhất. Sau kỳ tập huấn này chúng ta đã thu lượm được hết sức là nhiều kiến thức về ứng dụng vào cấp ủy, chúng ta hoạt động được tốt hơn các cái nhiệm vụ mà cấp ủy mong muốn ở văn phòng cấp ủy của chúng ta. Đề nghị các đồng chí là có những vấn đề vướng ở địa phương mà văn phòng cấp ủy trực tiếp của mình vướng ấy, thì đề nghị các đồng chí cứ thẳng thắn trao đổi với lại giảng viên, các đồng chí có kinh nghiệm, có thể là các đồng chí đi các địa phương khác có kinh nghiệm hay, hãy giải đáp ngay những cái vướng mắc của mình, thì như thế thì chúng ta mới thống nhất được trong quá trình tổ chức thực hiện cái văn phòng cấp ủy chúng ta. Thì chúng ta luôn mong muốn là văn phòng cấp ủy làm sao phục vụ được, thực hiện được nhiệm vụ, hoàn thành được tốt nhất cái nhiệm vụ của mình đề ra.